IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị tiêm loại thuốc Gonanep 300 đơn vị với liều 75. Thì với liều 75, bút tiêm này anh chị sẽ tiêm được 4 lần. Bước 1, anh chị kiểm tra thuốc với toa thuốc xem có đúng tên thuốc hay không. Thứ hai là có đúng liều 75 hay không. Và cuối cùng là ngày tiêm được chỉ định có đúng hay không. Và anh chị nhìn lần cuối cùng trên hộp thuốc có đúng là Gonanep 300 hay không. Kế tiếp sẽ kiểm tra hạn sử dụng của hộp thuốc. Kiểm tra kế tiếp anh chị cần thực hiện đó là chất thuốc. Với chất thuốc bình thường sẽ có màu trắng trong, còn với thuốc bị hư thì sẽ bị đổi màu và thuốc sẽ bị vón cục lại. Sau các bước kiểm tra, anh chị cần rửa sạch tay với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện các bước chỉnh liều thuốc. Bước 2, chỉnh liều thuốc. Anh chị sẽ chỉnh liều thuốc bằng cách xoay núm chỉnh liều cho đến khi nào cửa sổ chỉnh liều từ số 0 hiện lên đến số 75 thì anh chị dừng lại. Với trường hợp mà anh chị vặn hút liều 75 thì anh chị thực hiện xoay núm chỉnh liều ngược lại cho đến khi hiện đúng liều 75. Kế tiếp anh chị sẽ tháo niêm phong nắp kim và thực hiện vặn nắp kim vào bút tiêm. Ở thao tác vặn nắp kim, anh chị chú ý là vặn vừa phải, không vặn quá chặt sẽ làm bể nắp kim, dẫn đến trường hợp là thuốc sẽ bị chảy ra ngoài trong quá trình anh chị bơm thuốc. Bước 3, anh chị thực hiện tiêm thuốc. Anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4 đến 5 xăng, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Khi thực hiện tiêm thuốc, anh chị kiểm tra lần cuối cùng cửa sổ chỉnh liều có hiện đúng liều 75 hay không. Sau đó sẽ tháo hết toàn bộ nắp kim ra, véo da bụng lên và ghim kim nhanh một góc 45 đến 90 độ. Ghim kim xong, anh chị sẽ dùng một tay cố định bút tiêm, tay còn lại ấn đè nút chỉnh liều để thực hiện bơm thuốc. Ấn đến khi nào cửa sổ chỉnh liều từ số 75 lùi về đến số 0 là anh chị đã tiêm hết liều 75 được chỉ định ngày hôm nay. Kế tiếp sẽ tháo nắp kim bỏ, bút tiêm anh chị sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh cho liều tiêm tiếp theo. Đến liều tiêm cuối cùng của ống thuốc sẽ còn dư lại một lượng thuốc đệm, anh chị sẽ không được tiêm lượng thuốc đệm này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể. Dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.